Trời ơi Liên ơi, Liên, Liên ơi, có chuyện gì vậy dì Tú? Có chuyện rồi, thằng Trọng, thằng Trọng chết rồi. Hả? Trời đất ơi, chúng tôi đâu có nói anh ta chết hồi nào đâu. Anh ta bị ngất xỉu ngoài đường, được người dân đưa vô đây cấp cứu. Chúng tôi tìm thấy giấy đăng ký tạm trú của anh ta và gửi về cái địa chỉ đó để báo cho người thân biết. Có điều là khi anh ta tỉnh dậy, anh ta bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Dạ, em cảm ơn chị. À, mà cô là người nhà của bệnh nhân hả? Dạ. Vậy thì lẹ lẹ đi kiếm anh ta về để còn mà điều trị. Anh ta bị bệnh rất là nặng, cần phải điều trị gấp, rất là nguy hiểm nghe không? Dạ. Ừ. Dừng ở đây đi anh. Để em về nhà em đưa tiền cho anh Tám sau nha. Ờ. Cảm ơn anh Tám. Không có gì. Nè, cô làm trò gì vậy? Tôi đâu quen cô. Anh nói với người mà anh đã làm cho tàn phế cái tay là anh không quen sao? Vậy được rồi, bây giờ cô muốn làm gì cho hả giận thì cô làm đi. Nếu mà tôi muốn hả giận á, thì đêm hôm đó tôi đâu mất công để cứu anh vô nhà để làm cái gì, mà để cho anh nằm ngoài đường rồi. Vậy bây giờ cô cho tôi đi được chưa? Bác sĩ nói nếu anh không chữa bệnh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Kệ tôi đi. Nè, tôi muốn hả giận, tôi muốn anh trả nợ cho tôi. Cô bị gì vậy? Trả nợ hả? Cô nhìn đi, bộ dạng của tôi vậy nè, làm sao mà trả nợ? Nếu mà anh thật sự có lòng thì sẽ có cách thôi. Bây giờ cô nói đi, cô muốn tôi phải làm sao? Không biết, tôi chưa nghĩ ra. Từ giờ tới lúc tôi nghĩ ra, anh lo giữ cái sinh mạng của anh đi. Một chút nữa tôi sẽ đưa anh quay trở về bệnh viện. Tôi thấy là cô đang muốn giúp tôi hơn là buộc tôi trả nợ. Phải, thì tôi đang giúp anh mà. Năm đó tôi cùng gia đình và ba má về quê, nhưng không may gặp tai nạn chìm đò. Ba má của tôi đưa tôi lên bờ trước, rồi quay trở lại cứu những người khác. Họ đã cứu được rất nhiều người trên chuyến đò đó, nhưng cuối cùng họ lại bị chết đuối. Tôi rất trân quý tính cách đó của ba má tôi. Sinh mạng của mình là vô giá, cho dù anh là ai, tôi sẽ không bao giờ để anh chết trước mặt tôi mà không cứu đâu. Ở nhà trọ, đi làm bán hàng, 800 triệu của tôi chứ ít gì. Cô xài kiểu gì mà nhanh dữ vậy? Cô chú cô đâu? Đó là chuyện của tôi, không có liên quan đến anh. Anh không cần phải quan tâm. Tôi không bận tâm. Mà cô có đeo đồng hồ gặp anh hai tôi chưa? Không, tôi đem bán cái đồng hồ đó rồi. Cô nói cái gì? À, bán? Cô có biết đó là kỷ vật của má tôi không? Sao cô dám bán? Anh cũng biết đó là đồng hồ kỷ vật của má anh. Một vật quý giá như vậy sao anh dám đưa cho tôi? Anh không sợ tôi bán sao? Vậy là cô chưa bán đúng không? Chẳng qua là tôi chưa có thời gian đem bán thôi. Tôi tin cô mà, cô sẽ không làm vậy đâu. Vì cô cũng tốt bụng như má của tôi. Hay giúp đỡ cho người khác dù người đó đã làm hại mình. Nè, anh sao vậy? Cô có biết là thì ra tôi không phải là con của má tôi, và tôi cũng không phải là con của ba tôi.
Anh nghe. Anh có thể gặp em được không? Anh bận lắm. Nếu bây giờ anh không gặp em, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em đợi anh ở công viên bờ sông gần công ty. Em lại muốn vai trò gì nữa đây? Anh biết thân phận thật sự của em rồi đúng không? Em là Nhớ Máu A. Nhưng trong tờ xét nghiệm ADN mà ba đưa cho em coi, người được xét nghiệm lại là Nhớ Máu B. Ba nói anh đã biết về tờ xét nghiệm đó. Em đã cùng anh hiến máu, và anh biết rõ em là Nhớ Máu A. Anh không thắc mắc, hay đã biết quá rõ rồi cho nên anh không thắc mắc. Tờ giấy xét nghiệm đó là do má làm giả. Má nói với anh em là vô tội, và một khi má đã nhận nuôi em thì cho dù em có phải là con của ba hay không thì má cũng sẽ yêu thương em, coi em như con ruột. Khi má biết ba muốn làm xét nghiệm ADN thì má đã lên sẵn một kế hoạch làm giả một tờ xét nghiệm ADN để phòng khi mà kết quả xét nghiệm cho thấy em không phải là con ruột của ba. Ba không nghĩ má sẽ rộng lượng tới mức bao che cho em như vậy. Nên khi má đưa tờ xét nghiệm cho ba, ba không một chút nghi ngờ. Má ơi má. Trọng à, anh nói ra mọi chuyện vì em có quyền biết được thân phận của mình. Nhưng anh muốn em phải nhớ một điều, chúng ta là anh em, chuyện đó mãi mãi không thay đổi. Em cảm ơn anh hai. Anh hai nói với tôi, bí mật này không được nói cho ba biết. Và tôi hãy coi như là chưa biết gì, nhưng mà tôi lại không làm được, vì tôi thực sự rất sợ. Vì tôi cũng không biết ba tôi sẽ đối xử với tôi như thế nào khi mà biết được sự thật tôi không phải là con của ba. Và tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm khi phải đối mặt với ba. Và anh hai, tôi chỉ là một đứa con quan, tôi và mọi người đâu có máu mủ gì. Tôi sẽ thật trơ trẽn nếu tiếp tục ở lại căn nhà đó. Má anh và anh hai anh đã chấp nhận anh như con ruột trong gia đình, thì tôi nghĩ là ba anh cũng như vậy thôi. Ba tôi thì không giống như má tôi và anh hai đâu. Những người có lỗi với ba thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Chắc là bây giờ cô khinh tôi lắm đúng không? Tôi là một thằng con quan mà. Tôi không có rảnh làm mấy chuyện vô bổ đó đâu. Quay trở lại bệnh viện. Cô đừng có lo cho tôi, tới gặp anh hai tôi đi. Nợ của ai thì người đó phải trả. Anh phải trả nợ cái tay, và tiền thuốc men sắp tới tôi sẽ trả cho anh. Rồi anh muốn sống sao đó thì tùy. Sao còn người đó? Đứng lên đi. Xong rồi đó. Thôi được rồi, anh ở phía trong, tôi ở phía ngoài. Tôi cho anh hạn là 3 ngày để đi tìm việc làm. Sau 3 ngày là anh phải chuyển đi chỗ khác để ở. Mà cô không sợ hả? Anh yên tâm đi, tôi báo với dì Tú rồi. Tôi mà có mệnh hệ gì á là dì Tú sẽ báo công an bắt anh liền. Vẫn ghê gớm như xưa hả? Mày đặt nói nhiều đó, bây giờ ho. Ngồi đó đi, tôi nấu cơm cho ăn. Để tôi phụ cô. Thôi
anh phụ tôi á, rồi mắc công giật thể lạ trong miệng của anh nó bay tùm lum vô đồ ăn của tôi nữa. Cô nói đúng, tôi đã nợ cô, tôi phải trả món nợ này cho cô. Dạ con cảm ơn Dượng, vì Dượng đã cho con về đây để nghỉ dưỡng à. Con thiệt là, tại sao con lại nói chuyện khách sáo như vậy? Đây cũng là nhà của con mà. Bác sĩ nói con phải cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều. Ma đã xin với Dượng cho con nghỉ phép 3 tháng đó. 3 tháng hả? Dạ con định tuần sau sẽ đi làm lại à. Con còn yếu lắm, đi làm cái gì chứ con? À, con khỏe rồi mà má. Nè, nghe lời má con đi. Công việc á thì cứ từ từ mà làm. Với lại, sau khi con khỏe lại, Dượng muốn sắp xếp con xuống nhà máy học cách quản lý. Chú Quân giám đốc nhà máy giờ này đã hơn 60 tuổi rồi. Mấy lần chú ấy muốn nghỉ hưu, nhưng mà Dượng chưa đồng ý vì chưa có người thay thế. Dượng nghĩ con sẽ là một ứng cử viên đó. Nhưng mà... Nè, đừng có nói là con sợ mình không đủ sức nha. Dượng đã chọn con thì Dượng biết năng lực của con tới đâu. Dạ, nếu như Dượng đã tin tưởng con thì con sẽ không làm cho Dượng thất vọng đâu ạ. Tốt lắm. Dạ. Dạ, thưa ba thưa dì con mới về. Ừ. Em sao rồi Phú? Dạ em đỡ nhiều rồi chị. Nghe má nói chị phụ má dọn cái ổ cho em hả? Em cảm ơn chị nhiều lắm. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Dạ con thấy hơi mệt cho nên con xin phép lên phòng nghỉ trước nha. Con không sao chứ? Dạ con không sao, con chỉ thấy hơi mệt thôi à. Vậy thôi con đi nghỉ đi. Dạ con xin phép. Hình như là vợ chồng thằng Trung đang có chuyện gì phải không? Em có hỏi nhưng mà hai đứa đều không nói gì hết. Có điều em chắc là hai đứa đang có chuyện, vì tối nào thằng Trung nó cũng qua phòng khác ngủ, còn con Hương á thì đi ra ngoài tới chiều tối mới về. Khi nào thằng Trung nó về em nói với nó vào phòng làm việc gặp anh. Thôi em nói chuyện với Hương đi, xem có chuyện gì không. Dạ. Thằng Trung nó có gọi điện thoại về báo tối nay nó sẽ làm việc khuya ở công ty. Anh cứ để em nói chuyện với con Hương trước đó. Vậy cũng được. Dạ. Dạ. Dì vào được không con? Dạ, con mời dì. Ừ. Có chuyện gì không dì? Con biết có chuyện gì mà. Có những chuyện mình phải nói ra mới giải quyết được con à. Dạ. Anh Trung... Trung nó làm sao con? Dạ, cũng không có gì đâu. Con với anh á, đang cãi nhau cái chuyện con đi học làm gớm đó. Anh cứ lo là sức khỏe của con sẽ không được đảm bảo. Nhưng mà con thấy á, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu vậy. Chỉ là vậy thôi sao? Hèn gì mấy bữa nay á, con đi sớm về tối là con đi học làm gớm đó hả? Dạ. Thật ra, thằng Trung nó quan tâm con thôi. Hương, con đừng có giận nó nữa nha. Dạ, con biết rồi. Không có gì á thì dì yên tâm rồi. Để dì nói lại với ba con. Chứ ba con định thằng Trung về là la nó đó con. Con nhờ dì á nói lại với ba là tụi con không có gì đâu. Nói ba á là đừng có la anh Trung nha dì. Dì biết rồi. Dạ, con cảm ơn dì. À, phải rồi.
Còn chuyện mang thai thì sao con? Dạ, con vẫn đang uống thuốc điều dưỡng sức khỏe. Khi nào con đi khám á, con sẽ báo về mà. Ừ. Tại sao lại để chuyện xảy ra như vậy chứ? Bác đang cho rà soát tất cả các quy trình, coi sự cố xảy ra từ đâu. Khi nào mới kiểm tra ra? Có thể là chiều tối hôm nay, hoặc có thể là sáng ngày hôm sau. Còn thời gian khắc phục? Cho dù là nguyên nhân gì, và với số lượng xe như vậy thì chúng ta phải mất ít nhất là một tháng. Nếu vậy có nghĩa là chúng ta vi phạm hợp đồng với Bình An rồi. Mình hẹn với bên Bình An đi. Tôi muốn giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, và quan trọng hơn nữa là giữ được hình ảnh và uy tín của Trường Thịnh. Ừ, nhưng mà trước tiên chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra từ bên chú Văn cái đã. Khi nào có kết quả, bác hãy báo cho con biết ngay. Bác biết rồi. Bác xuống nhà máy đây. Dạ. Thôi mình về công ty đi. Tôi muốn tính toán những thiệt hại. Nếu thật sự mình không giao được hàng đúng hẹn, và bên Bình An không thông cảm mà truy cứu đến cùng. Ờ, tôi có cuộc hẹn quan trọng rồi. Tôi đi khoảng một tiếng, xong về công ty gặp anh. Cũng được, để tôi đưa anh đi rồi tôi về công ty. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Ừ. Chào em. Xin lỗi em, anh đến trễ. Không sao, tại vì em đến sớm mà. Hưng à, sao anh nhìn em có vẻ... Dạ, mời anh. Chị em gửi menu. Thôi à. Khỏi, cho anh ly cà phê đá luôn nghe. Dạ. Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì không em? Em không sao. Anh Khải nè, em có một chuyện em không biết phải quyết làm sao hết. Với lại em cũng không biết hỏi ai nữa, cho nên là em mới gọi anh ra đây. Em cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp cho. Nhưng mà anh phải hứa với em á là anh không được kể cho ai nghe hết, nhất là anh Trung đó. Ừ, anh hứa. Em cảm ơn anh. Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Đã kiểm tra ra nguyên nhân gây lỗi, không phải là do quy trình lắp ráp, mà do lỗi linh kiện. Con định xử lý sao? Bước đầu con định xuống nhà máy để bàn bạc với mọi người làm sao khắc phục chuyện này trong thời gian nhanh nhất. Ngày mai con định qua bên Bình An để thương lượng với họ cách xử lý. Ba muốn thiệt hại ở mức thấp nhất. Dạ. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ. Ông Hoàng, giám đốc dự án của Bình An, tuy là em vợ của ông An nhưng mà rất chịu ăn nhậu. Con hãy cho ông ta một phần lợi lộc, chắc chắn chuyện này sẽ thương lượng được. Nhưng như vậy chẳng khác nào hối lộ hả ba? Chính vì vậy cho nên con đừng tự mình làm, mà con hãy giao việc này cho Thiên Khải. Ba, ba có thể cho con giải quyết theo cách của con được không? Vậy con có chắc chắn cái cách giải quyết của con sẽ giải quyết được vấn đề hay không? Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ba cần chuyện này phải là chắc chắn giải quyết được. Thưa ba, nếu con thấy không làm được á, thì chuyện này để cho ba với Thiên Khải giải quyết. Con tin chắc là sẽ giải quyết theo cách của con được. Mong ba tin con. Không phải chúng ta đã lấy được hợp đồng từ Bình An khi dùng cách của con mà không phải hối lộ sao? Con không phải đưa hối lộ, vì ba đã sai Thiên Khải làm việc đó thay con. Ba. Thôi được rồi, ba sẽ cho con một cơ hội. Dạ, con cảm ơn ba. Vô đi. Ba, anh Trung. Ừ. Tìm ba có chuyện gì vậy? Con có tin không hay về dự án của chúng ta?
Xảy ra chuyện gì? Ngồi đi rồi nói. Ông Michel vừa gọi cho con. Ông ấy đang lưỡng lự về việc hợp tác với Trường Thịnh, mà sẽ hợp tác với một công ty ở nước ngoài khác. Tại sao? Ông ấy cho rằng sắp tới thuế xuất nhập khẩu xe nguyên chiếc ở Việt Nam sẽ giảm ở mức 0%, trong khi đó thuế linh kiện và phụ tùng lại không giảm. Chính vì vậy, nếu như mình lắp ráp ở bên Thái và nhập về Việt Nam bán thì sẽ có lợi hơn. Anh muốn gặp ông Michel. Chuyện đó cứ từ từ, chúng ta phải bàn lại đã. Con xin lỗi vì đã không giúp được gì hết. Đâu liên quan gì đến con. Ba biết là con đã tận sức rồi. Để ba với Minh Trung bàn lại, rồi sẽ họp với con về cách xử lý. Dạ, vậy con xin phép về phòng. Ba dám chắc vẫn là công ty Thái Lan đó đeo bám chúng ta. Điều này chứng tỏ họ muốn thâu tóm công ty Trường Thịnh bằng mọi giá. Vụ Bình An không chừng nó là một âm mưu đó. Hãy thận trọng mà giải quyết. Mời vào. Em nói chuyện với em một chút được không? Em ngồi đi. Em qua đây để chào anh. Chào anh. Lúc nãy có ba nên em không dám nói. Thật ra ông Michel không muốn hợp tác với Trường Thịnh nữa. Một phần là vì ông ta đang ghen chuyện của em và anh. Sao ông ta lại... Ông ấy đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái của ông ấy, nhưng em từ chối. Có phải vì lý do đó mà ông Michel đã rút em về? Không, là em tự quyết. Em biết dự án này là rất quan trọng đối với anh. Em đã tự xin rút lui để ông ấy không còn suy nghĩ gì hết. Em không cần gì anh mà phải hy sinh như vậy đâu. Không hẳn em làm vậy là vì anh đâu. Em làm như vậy là vì em. Em phải xa anh. Và em buộc phải quên anh. Không à. Anh hãy sống trong vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh chị Hương. Không à. Anh rất muốn giữ em ở lại, nhưng anh không có khả năng để mang lại hạnh phúc cho em, nên anh không có quyền làm như vậy. Chỉ có điều, hãy để cho anh bù đắp và lo lắng một phần nào cho em. Em có thể đi đâu, làm gì cũng được, nhưng hãy để cho anh sắp xếp mọi chuyện, lo cho em có một cuộc sống thoải mái. Không cần đâu. Em đủ khả năng lo cho mình có một cuộc sống thoải mái mà. Đây là điều duy nhất anh xin em. Anh thật sự muốn bù đắp cho em sao? Hãy cho anh một cơ hội. Em cần một cái ôm. Một cái ôm thật chặt. Đó là tất cả những gì em cần. Anh Trung.
Chuyện gì vậy anh Khải? Anh điên rồi hả? Anh mới là thằng điên đó. Tại sao đối xử vợ mình như vậy hả? Anh quá ích kỷ. Tôi với Học không có gì hết. Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh mở miệng ra nói là không có gì à? Đó chỉ là một cái ôm chia tay thôi. Có thật không? Hôm nay khi ông Michel cho hay có thể là không hợp tác với công ty chúng ta mà sẽ hợp tác với công ty Thái Lan, Hồng biết được chuyện này một phần cũng vì ông Michel đã ghen chuyện của tôi với Hồng, nên Hồng đã chủ động xin rút lui để ông ta khỏi phải ghen tuông nghi ngờ nữa. Giờ cô ấy đến để chia tay với tôi thôi. Có thật là Hồng sẽ ra đi không? Tại sao tôi phải gạt anh chứ? Tôi xin lỗi. Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi nóng như ngày hôm nay. Bởi vì tôi chỉ lo cho vợ chồng của anh thôi. Xin lỗi nha. Bỏ đi. Suy cho cùng anh cũng lo cho chúng tôi thôi. Anh còn về công ty làm gì được không? Anh nợ tôi một cú đấm đó. Biết rồi. Ủa, mà anh nói đi có một tiếng, tại sao đi có buổi vậy? Tôi có chút việc riêng. Đã có kết quả với nhà máy? Tôi đã gọi điện nói chuyện chú Quân. Tôi sẽ sắp xếp đi gặp ông Hoàng. Tôi đã hẹn gặp ông Hoàng tối nay. Tôi đi với anh. Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Sao vậy? Tôi muốn đi gặp để nói chuyện riêng với ông ấy trước. Thôi, về công ty đi. Xin lỗi nha. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Dạ chưa. Cho thêm người đi tìm đi. Dạ, cháu đã tăng cường cho người đi tìm và đăng tin liên tục, nhưng vẫn không có chút tin tức gì hết. Cái thằng quỷ này, nó không gây ra chuyện, nó không vui hay sao? Dạ, chú đừng lo lắng quá, cháu sẽ tăng cường thêm nhiều người đi tìm ạ. Gần đây Thu Hồng có gì đặc biệt không? Dạ, dạ không ạ. Nè, đừng có lơ là đó. Dạ, cháu biết thưa chú. Ừ. Cậu á, làm ăn như vậy là chết rồi. Công ty chúng tôi á, phải khai thác cả lộ trình. Mà xe giao trễ á, thiệt hại cho bên chúng tôi nhiều lắm. Tôi biết lần này lỗi thuộc về công ty của bên tôi, nhưng thật ra chuyện xảy ra cũng ngoài ý muốn thôi. Xin ông hãy cho công ty chúng tôi thêm một cơ hội cuối cùng nữa để khắc phục, để chúng tôi có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Nói trắng ra là cậu muốn giao hàng trễ mà không phải bồi thường cắt nào, đúng không? Tất nhiên là chúng tôi sẽ không để bên ông thiệt hại tới vậy đâu. Tôi tin tưởng cậu, bảo vệ cậu với anh rể của tôi để ký được hợp đồng với bên cậu. Còn tình hình này á, chắc là tôi tiêu rồi. Chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh rể của ông, nhất định ông sẽ không bị liên lụy đâu. Giải thích cái gì mà giải thích? Chuyện á, lỗ tính bằng tiền mà chỉ có mấy lời nói suông như vậy có được sao? Ông yên tâm. Chuyện thiệt hại thì nhất định công ty của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng. Coi như tôi đã hiểu ý cậu rồi. Nhưng mà nói không thể hiện được thành ý, cậu hãy thể hiện bằng hành động đi. Nếu mà hành động và lời nói á đúng với nhau thì tôi với cậu á sẽ bàn tiếp cuộc chuyện này. Thôi, tôi đi về. Ông à. Chào ông. Xin mời ông.
Anh đến đây chi vậy? Đi ngang, ghé coi cô về chưa, về chung. Làm gì mà tốt bụng dữ vậy? Anh tính xin ở lại thêm mấy ngày nữa đúng không? Đừng vu khống nha. Anh tìm được việc làm chưa? Được rồi. Làm gì? Quản lý. Bằng cấp thì không có mà đòi làm quản lý. Mai mốt làm không được bị đuổi cho coi. Ai nói tôi không có bằng cấp? Tôi du học ở Mỹ về đó. Đúng là anh có qua Mỹ thiệt. Nhưng mà còn có đi học hay không thì tôi không biết. Nè, tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing đó. Không phải thằng ham chơi nào cũng ngu đâu nha. Vậy sao? Mà nói nghe nè, anh quản lý là quản lý cái gì vậy? Quản lý con nít. Cái gì? Anh nói giỡn với tôi đó hả? Giỡn gì? Tôi nói thiệt mà. Tôi dạy anh văn cho trẻ em, quản lý cái chục đứa con nít lận. Anh à, anh đừng có dạy hư con nít nha. Yên tâm đi. Nè, đi ăn mừng nha. Có tiền trả không? Tôi làm gì mà có tiền? Mai mốt tôi có lương tôi trả lại cho. Chuyện đó còn lâu á. Nè, cô còn nợ tôi 119 cái áo đó nha. Trừ một cái đi. Đỡ. Anh giỏi lắm. Mà nè, tôi đang làm lại cuộc đời, coi như là khích lệ tôi đi. Ủa, tôi với anh đâu có thân thích gì đâu mà mắc mớ gì phải khích lệ. Nè, tôi cũng chưa có lãnh lương, nhưng mà coi như đền cho anh mấy cái nút áo. Đi ăn cháo lòng đầu hẻm nha. Đi liền. Trung, con đi gặp ông Hoàng sao rồi? Con tưởng là Thiên Khải đã báo cáo với bà hết rồi chứ. Bà hỏi gì thì con trả lời cái đó đi. Bà, càng ngày con càng thấy mình giống buồn nhìn hơn là tổng giám đốc một công ty đó. Một mặt bà kêu con giải quyết công việc theo cách của con, còn mặt khác bà kêu Thiên Khải giải quyết công việc theo cách của bà. Chính mắt con đã nhìn thấy ông Hoàng bước lên xe của Thiên Khải. Vậy hôm nay theo cách của con thì con có bàn được gì với ông ta không? Nếu con có thời gian, chắc chắn con sẽ bàn được. Ba thật không hiểu được. Con đã nói chuyện với ông ta mà con vẫn không hiểu ra được vấn đề là sao. Con có biết ông ta nói gì với Thiên Khải không? Con không quan tâm những người không ra gì nói với con ra sao. Ông ta chỉ là giám đốc dự án thôi. Trên ông ta những con anh rể của ông ta. Con không tin là ông ta có thể quyết định được tất cả. Chuyện này á thì đã giải quyết xong rồi. Con đừng cố ở đó mà tranh cãi nữa. Những chuyện tiếp theo Khải sẽ giải quyết hết. Dạ, con biết rồi. Những gì mà ba đã quyết định con đâu có dám tranh cãi. Con xin phép. Nè, em muốn chúng ta chiến tranh lạnh đến bao giờ đây? Em mệt lắm. Em không muốn nói chuyện này nữa đâu. Hồng sẽ rời khỏi công ty, giờ cũng sẽ rời khỏi đây. Em tin anh và Hồng không có chuyện gì rồi chứ? Anh nói như vậy á thì em cũng chỉ biết như vậy thôi. Em à, em không muốn nói gì nữa đâu. Liên Liên,
Dạ. Trọng đâu rồi con? Dạ anh đang... Ủa mà có chuyện gì không gì? Thằng Hứa lèo thấy sợ luôn vậy. Bữa nay á, nó hứa nó dạy anh Giang cho con của dì với mấy đứa nhỏ trong xóm. Vậy mà chờ nửa tiếng hồn thấy mặt mũi đâu. Hết biết. Thì ra là dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Con nói gì vậy? Dạ con nói là chắc hôm nay ảnh không dạy học được đâu gì. Sao vậy? Ui da, chết tôi rồi. Ủa nó bị sao vậy? Chết tôi rồi. Tại tổ cháu lòng đó gì. Người ta ăn không sao, cục bột như ảnh ăn á thì bị vậy đó. Trời, cái gì nữa vậy? Rồi tao tháo rượt. Thôi cái điệu này nè, hết giải dỗ gì được rồi. Thôi để tao về tao nói cho mấy đứa nhỏ giải tán đi. Tháng này tao trừ lương nó. Hết biết mà. Anh đã kiểm tra lại bản thảo di chúc của lão ta. Đúng như em nói, lão ta không để lại gì cho vợ mình ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng và quyền được ở căn biệt thự hiện tại. Như vậy là sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra trong căn nhà này rồi. Em tin sẽ khích bác được họ sao? Trước đây thì không. Nhưng từ sau vụ anh Phú bị đánh trọng thương mà lão ta vẫn ra sức để mà bao che tội lỗi cho con trai của lão, và cộng thêm bản di chúc này, thì em nghĩ không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nè, ăn đi. Làm gì mà lạc dữ vậy? Thì cháu loãng mà. Nuôi người bệnh mà cho ăn cháu loãng, không hiểu nổi luôn á. Anh này, nấu cho anh ăn là may rồi đó. Cho nhịn đói luôn bây giờ á. Mới bị Tào Tháo rượt xong là tất nhiên phải ăn cháu loãng rồi. Ăn đi. Tôi không biết luôn á. Kiếp trước chắc tôi mắc nợ gì anh á. Kiếp này tôi phải hầu anh như vậy. Miệng vậy chứ ai muốn đâu. Chắc là định mệnh á. Vẫn chưa tìm được sao? Cứ tiếp tục tìm cho anh. Ừ, vậy đi nha. Nè, con uống nước trái cây đi, cho có thêm vitamin. Dạ con cảm ơn má. Con tìm ai vậy? Dạ chú Bảo với em Liên. Con quan tâm người ta quá ha. Con với em Liên không có gì đâu. Chẳng qua là con quý hai chú cháu thôi. Vậy thì với ai con mới có cái gì chứ? Má à. Má. Ừ con. Anh. Ừ. Con ngồi đi. Con đi đâu mà ghé đây giờ này? Con đi công chuyện. Sẵn con ghé qua thăm má và thăm anh Phú. Biết ảnh về đây mấy ngày rồi mà con vẫn chưa qua hỏi thăm ảnh nữa. Con có lòng quá à. Anh có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Ừ, anh khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã đến thăm anh nha. Thật ra hôm nay em đến đây là để chào má và anh. Ừ. Mà con đi đâu chứ? Ừ, con phải về nước ngoài lại rồi. Chắc là lâu lắm con mới trở về lại đây. Sao lại như vậy? Em đi theo sự điều động của công ty bên Ý. Chừng nào con mới đi? Con bàn giao hết công việc ở đây rồi sẽ đi. Chắc cỡ một tuần nữa má. Hay là như vậy nè, con đừng có đi. Con ở lại đây làm việc cho công ty của ba con đi. Phải đó. Chuyện này để sau hãy tính. Con cảm ơn má nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà con có chuyện này muốn nói với má và anh Phú, mà còn phân vân lắm, không biết là có nên nói hay không. Chúng ta là người nhà, có chuyện gì thì con cứ nói, đừng có ngại ngùng gì hết. Phải đó. Chuyện này con tình cờ biết được
là do anh Khải để quên tài liệu trên máy photo. Liên quan đến chuyện công ty hay sao con? Vậy thì con nên gặp ba con mà nói cho ba biết. Liên quan tới má. Là chuyện gì vậy con? Con làm má lo quá à. Thật ra tài liệu đó chính là di chúc của ba. Trong đó toàn bộ tài sản của ba đã để lại cho anh Trung và Trọng. Má hoàn toàn không có gì hết. Má à, con lo lắm. Không biết là giữa má với ba có xảy ra chuyện gì hay không. Sao Dường lại đối xử với má như vậy chứ? Phú à, tài sản là của Dượng con. Dượng con quyết định ra sao là quyền của Dượng. Nhưng má là vợ của ông ấy. Má vì ông ấy đã hy sinh rất nhiều rồi. Phú à. Má, giữa má và ba có chuyện thiệt hả? Không, ba má vẫn bình thường thôi. Ba con mà làm chuyện gì thì cũng có lý do của ông ấy. Nhưng mà má tin là ông ấy không có bạc đãi má đâu. Tụi con đừng có lo cho má. Nếu như vậy thì con đỡ lo rồi. À, con phải về công ty làm việc rồi. Con xin phép má. Em chào anh. Má, bây giờ thì má càng thấy rõ rồi đó. Người ta không nghĩ đến mình thì mình phải tự nghĩ cho mình chứ. Con à, con muốn làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà con có thể hứa với má một chuyện không? Con đừng có hại người. Con không có hại người. Mà con chỉ muốn đòi lại món nợ mà họ đã thiếu con và má thôi. Em nghĩ hai mẹ con đó có làm được gì không? Bình thường họ có thể là những người nhu nhược, những người an phận. Nhưng một khi họ đã bị gạt ra một bên trong căn nhà đó thì có thể điều đó sẽ tiếp cho họ thêm sức mạnh. Vậy có nghĩa là em coi hai mẹ con đó như những con cờ chính. Vậy thì phải để coi bước tiếp theo họ sẽ làm gì. Hiện tại thằng Trung, cả con cáo già đó sẽ không ra mặt. Em định xử lý vụ Bình An như thế nào? Em đã lường trước chuyện này rồi. Cho nên chuyện mà mình sắp xếp vụ Bình An chắc chắn sẽ không uổng phí. Em tính vậy là tốt. Ngày mai sau cuộc họp cổ đông, em sẽ tính một nước cờ rất quan trọng. Anh thay em sắp xếp mọi chuyện nha. Em nói đi. Sao lại không thấy Hương vậy? Dạ, con nhỏ ra ngoài từ sáng sớm rồi anh. Hai vợ chồng con vẫn còn giận nhau hả? Nếu bà muốn tụi con không giận nhau thì sẽ không giận nhau. Lát nữa lên xe cùng ngồi với ba. Ba có mấy chuyện muốn bàn với con trước khi vô họp với cổ đông. Dạ, ba muốn sao thì con sẽ làm vậy. Con xin phép. Con chị cái, không nuốt nổi với nó. Anh à, nói với Chu Phi chuẩn bị xe cho anh. Dạ. Cha con họ có chuyện gì hả? Lát nữa hãy nói. Còn uống thiếu một loại nè. Dạ, cảm ơn má.
phụ. Ngày mai con đi tái khám lúc mấy giờ? Dạ 10 giờ. À má, má chưa nói cho con biết giữa hai cha con họ đã xảy ra chuyện gì. Hình như ông ta lại dùng thủ đoạn hối lộ gì đó để đạt được mục đích của mình. Mà thằng Trung lại không đồng tình, nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn con à. Má nói lại dùng, nghĩa là ông ta luôn luôn sử dụng thủ đoạn trong kinh doanh hả? Phú, có một chuyện này má đã nghĩ phải nói cho con biết. Chuyện gì vậy má? Năm xưa ông ta đã cấu kết với ba của Mai Hương để hãm hại và chiếm đoạt công ty của ba Thu Hồng, khiến ba của Thu Hồng phải uất ức mà tự tử. Con biết không, sau đó ông ta còn ép thằng Trung phải bỏ con Thu Hồng để lấy con Mai Hương. Thật là tàn nhẫn. Không phải ông ta và ba Hồng là bạn thân sao? Phú, đối với ông ta, thương trường là chiến trường. Và ở đó không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi, con hiểu chưa? Hình như Hồng không biết chuyện này phải không má? Má không biết. Thật ra tới giờ má cũng chưa xác định được mục đích của Thu Hồng khi trở về là gì nữa. Con phải thận trọng với con nhỏ. Cảm giác cho má biết, con Thu Hồng nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Phú. Phú. Dạ. Con đang nghĩ cái gì vậy? Dạ không có gì má. Con thích Thu Hồng đúng không? Dạ có đâu. Con đó nên cân nhắc kỹ chuyện này nghe chưa. Má yên tâm đi, từ bây giờ con không hại ai thì thôi. Đừng có ai hại đến con, nếu không kẻ đó sẽ sống không được yên. Vũ Bình An, Vũ Sa Ý đang có nguy cơ bị mất. Cháu thật sự làm cho các chú thất vọng. Cháu làm như vậy đó thì làm sao các cổ đông như chú nè yên tâm mà giao cho cháu điều hành công ty này được chứ hả? Dạ thưa chú. Các chú đang dạy dỗ, con chỉ biết im lặng mà lắng nghe thôi. Không đâu, tôi không dám dạy dỗ đâu. Nhưng mà các cổ đông như chúng tôi á, chỉ quan tâm tới tiền của mình thôi. Vậy thì tôi là tư cách chủ tịch công ty này, tôi xin bảo đảm tiền của quý vị sẽ không bị sức mẻ một đồng nào, và cổ tức thì sẽ đều đặn được nhận. Cháu thật sự may mắn đó cháu, làm chuyện gì cũng được ba cháu hỗ trợ, không như mấy chú trước đây phải tự thân lập nghiệp. Thôi được rồi, có anh Trường á, anh đứng ra như vậy á thì mình không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không còn gì thì cuộc họp có thể kết thúc ở đây. Thôi tôi với anh á đi ăn mừng tài sản của mình vẫn còn nguyên ha. Ý kiến hay đó. Không phải chỉ vì mấy lời nói mà đã nhục chí rồi sao? Con không sao đâu, người ta chỉ bị tức tối khi bị đặt điều nói sai. Còn bây giờ các chú nói đúng mà. Con lại bắt đầu rồi đó. Ba, vậy bây giờ ba chỉ dạy con đi, làm cách nào để không thua Vũ Xe Ý. Con đang chọc tức ba phải không? Từ trước tới giờ ba luôn muốn con phải làm theo sự sắp đặt của ba. Bây giờ con làm theo ý của ba rồi mà. Nè, con đang thách thức sự kiên nhẫn của ba rồi đó. Vậy bây giờ ba muốn con phải làm sao đi? Bây giờ ba muốn con phải làm sao? Ba cứ nói đi, con sẽ làm theo. Ra ngoài, đi ra ngoài. Dạ.
Ba. Ba nghe nói con đã chào tất cả mọi người để rời khỏi công ty, mà ba thì chưa nhận được lời chào đó. Con xin gặp ba cũng vì chuyện này nè. Con nhất định phải đi sao? Trước đây thì là như vậy, nhưng bây giờ thì không. Sao? Đã có chuyện gì? Con nghĩ mình cần phải ở đây để giúp anh Trung, để anh lấy lại uy tín với cổ đông. Không ngờ con vẫn còn tình sâu nghĩa nặng với thằng Trung như vậy. Trước mặt ba con cũng không dám nói dối. Con thật sự vẫn không quên được anh Trung. Nhưng ba an tâm đi, con biết đâu là điểm dừng. Con tuyệt đối không phá hoại gia đình của ảnh đâu. Con định làm gì để thuyết phục ông Michel đổi ý? Con sẽ đám cưới với ông ấy. Hả? Đây là điều kiện của ông ta. Con chỉ xin ba giúp con một chuyện thôi. Ba đừng nói chuyện này cho anh Trung biết. Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Con suy nghĩ kỹ rồi. Đây là cách duy nhất để giúp anh Trung, mà còn giúp được cho con nữa. Con cần phải quên anh Trung và sống một cuộc đời mới. Ba thật sự rất cảm động trước sự chân tình của con với thằng Trung. Trong việc này, ba muốn con phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Ủa, anh đi đâu vậy? À, anh đi làm thủ tục bảo hiểm. Ờ, vậy anh đi xong rồi mình đi uống cà phê nha. Em đi gặp khách hàng khoảng chừng một tiếng là xong à. Ờ, trễ hơn một chút được không? Tại vì anh phải ghé qua bên tòa soạn để đăng báo tìm người. Tìm người hả? Ừ, là Liên với lại chú Bảo. Không hiểu sao chú cháu biến đi đâu, không để lại dấu vết nữa. Vậy anh đợi em ở công ty đi. Em đi công việc xong sẽ ghé đón anh. Anh chỉ mới khỏe lại thôi, không có nên đi lung tung một mình như vậy. Thôi, em cứ lo công việc của mình đi, không cần lo cho anh đâu. Không sao đâu, em chỉ đi gặp khách hàng xã giao thôi hả? Nhớ đợi em đó, em quay lại mà không thấy anh là em giận nha. Ừ. Giờ em đi đó. Ờ. Những gì em dặn anh sắp đặt, anh đã sắp đặt xong rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay em gặp lão già đó sao rồi? Lão ta rất là vui khi mà nghe em sẽ vì con trai của lão mà đồng ý kết hôn với Michel. Lão ta tin em chứ? Dĩ nhiên là tin, và còn vui mừng nữa là khác. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giả nhân giả nghĩa. Đúng là lão già đê tiện mà. Ngày mai Michel qua đây, anh hãy cho người chụp hình em và ông ấy rồi đưa cho lão ta. Ừ, anh biết rồi. Mày cứ làm theo tao đi, đồ ngu. Uống cà phê hả? Dạ, anh. Em nào ngon vậy mày? Dạ, đây là cô chủ của em. Chủ? Là đứa đã lệnh cho mày gài đổ thằng Bảo đó hả? Em đang mặc cái vụ, sẽ có phần của anh. Có gì em gọi sau cho anh nha. Vậy hả? Dạ. Nhớ gọi cho tao đó nha. Dạ. Tiếp theo em cần làm gì nữa không? Người đàn ông đó nói Bảo có phải là Bảo chú của cô Liên, người mà đã bị Minh Trọng gây tổn thương không? Em đừng bận tâm những chuyện đó. Sao lại không quan tâm? Em không chấp nhận có chuyện người vô tội bị liên lụy ở đây. Em muốn biết anh đã làm gì chú Bảo. Anh có làm gì đâu. Ông ta nợ tiền anh Năm. Anh chỉ làm áp lực đòi nợ để chú cho ông ta phải ký giấy không thư kiện thằng Trọng thôi. Chính vì vậy mà thằng Trọng tin anh tuyệt đối đó. Có phải chính anh là người đã ép hai chú cháu đó phải bỏ đi không? Anh không có. Em nói rồi,
Em tuyệt đối không muốn có người vô tội bị liên lụy trong chuyện của chúng ta. Anh Tiến, kẻ thù của chúng ta là những kẻ gian ác, không nhân nhượng và không từ thủ đoạn nào, mà chúng cho là đối nghịch với chúng. Nếu em cứ quá câu nệ, anh e rằng sẽ có lúc em thất bại và trở thành nạn nhân của chúng đó. Em biết mình đang làm gì. Em nói lại lần nữa, đừng kéo người vô tội vào chuyện của chúng ta. Anh hiểu rồi. Em đi trước. Ủa má, tụi con đi chung với nhau hả? Con đã gặp Hồng ở công ty, sau đó Hồng chở con đi công chuyện luôn. Tại con sợ anh mới khỏe mà đi lung tung một mình không có tốt, nên con bắt anh phải mướn con làm vệ sĩ đó. Cảm ơn con. Chị Hương có nhà không má? À, Hương nó ra ngoài rồi con. Dạ. À má ơi, con hứa với Hồng á là sẽ nhờ má nấu cơm đãi Hồng để trả công làm vệ sĩ đó. Tưởng gì á, chứ chuyện đó dễ ẹc à. Bây giờ hai đứa con ngồi chơi đi, bảo đảm sẽ toàn là món ngon. Để con phụ má nha. Má có gì hai phụ rồi, con tiếp tục giúp má làm vệ sĩ cho Phú đi. Dạ. Đi. Nè. Hả? Sao nói có tạp chí xe hơi gì đó đưa cho em, vậy sao không đưa em coi? Anh để ở trên phòng đó. Vậy hả? Vậy lên coi đi. Đi. Chết rồi. Hình như em để quên điện thoại ngoài xe rồi. Rồi, để anh ra lấy cho. Em cứ lên phòng anh trước đi. Dạ. Phòng thứ tư, lầu 1 nha. Dạ. Hay là để anh đưa em vào trong luôn nha. Anh cứ yên tâm đi, em đi bộ có mấy bước là tới nhà rồi. Em không có yếu tới mức á mà không đi bộ nổi đâu. Vậy em phải cẩn thận đó. Dạ. Có gì cứ alo cho anh. Em vô nha. Đi gặp khách hàng thôi. Gặp khách? Ở đâu? Bên quán cà phê quận 9. Thôi, có gì về công ty nói chuyện nha. Tối nay á, nhà mình ăn hải sản đi. Dạ. Vì điện thoại qua bên giữa nói nó lựa cua gạch, tôm càng, rồi cá bóng mú giao qua nhà. Dạ. Dì coi nhà mình còn rau củ gì không? Dạ còn. Ông á thích ăn hải sản lắm. Vậy là mình chuẩn bị hải sản đi. Dạ. Thôi, dì làm gì thì dì đi làm đi. Bà, mình có nấu món gì riêng cho cô Hương không? Sao phải nấu riêng? Trời ơi, cô Hương có bầu rồi đó. Hả? Tôi đoán là cô muốn dành sự bất ngờ cho gia đình, nên cô chưa muốn nói á. Mà sao dì biết?
Trời ơi, ba bữa nay nè, tôi thấy cổ ngán mấy lần rồi đó. Thiệt. Dì có nhầm lẫn gì không? Nè, con Hương mà nó có thai á thì nó phải nói cho mọi người biết chứ. Trời ơi, tôi bảo đảm với bà là tại vì tôi nghĩ cô Hương cũng muốn giấu gia đình để dành sự bất ngờ đó. Trời ơi, tôi để ý lắm rồi. Chắc chắn là cổ đang bị ngán đó. Nè, dì đừng có nói chuyện này với ai nha. Dạ. Phải điều tra cho kỹ đã. Ông với thằng Trung mong chuyện này lâu lắm rồi. Nếu mà không đúng thì sẽ làm cả hai thất vọng lắm. Dạ, tôi biết rồi. Bà dì cũng đừng để con Hương nó biết tôi với dì biết chuyện này. Rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Dạ, thưa dì con mới về. Con thấy hơi mệt á, cho nên con xin phép lên phòng nghỉ trước. Con không có sao chứ? Dạ không sao, con chỉ bị chóng mặt một xíu thôi à. Thôi được rồi, vậy con lên lầu nghỉ đi. Dạ. Đó, thấy chưa? Ngày chốc luôn, đúng như vậy rồi đó. Cô kia, sao cô lại từ trong đó bước ra vậy? Cô đứng lại đó. Ai cho cô vô đó? Dạ. Cô vô làm gì? Cô nói đi. Dạ, tôi tìm anh Trung. Cô kiếm chồng tôi để làm gì? Cô xông vô phòng của tôi để kiếm chồng tôi hả? Cô á là đồ trơ trẽn đê tiện mà. Chị Hương à, cô im đi. Kìa, Hương, em làm gì vậy? Anh phải hỏi cô ta câu đó mới đúng chứ. Cô ta đã trơ trẽn xông vô phòng anh thì kiếm anh đó. Em đi tìm anh Phú mà em vô lộn phòng của anh. Cô đúng là nói dối không ngượng miệng mà. Rõ ràng là cô nói với tôi là cô... Chị Hai ơi, hình như là chị hiểu lầm rồi đó. Hồi nãy em có mời Hồng lên phòng của em để xem mấy mẫu xe mới. Lúc đó Hồng nói là để quên điện thoại ngoài xe. Em mới ra ngoài xe em lấy cho Hồng rồi nói Hồng lên phòng em trước đi. Có thể là Hồng lên lộn phòng đó chị. Đó, em nghe chưa? Đúng là hiểu lầm vậy thôi mà. Em đừng có làm ông sờm nữa được không? Em không có hiểu lầm. Rõ ràng chính miệng của ta nói là vô phòng tìm anh. Thôi đủ rồi. Em nghĩ là em nên đi ra khỏi đây. Cô đứng lại Hồng đó. À, thôi mà Hương. Hồng. Hồng ơi, em đừng có gây sự nữa được không? Hồng. Anh nói là em gây sự hả? Thôi, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Đi. Em không có gì để nói với anh hết. Hương à. Hương. Con sao vậy? Mau đuổi theo vợ con đi. Đi. Ủa, vậy là phòng chị Hồng vẫn giữ nguyên như vậy ha? Ừ, vẫn giữ nguyên. Có thay đổi mà chẳng ai báo em hết trơn vậy. Cho nên em mới cho người dọn phòng chị ấy chứ. Thôi, đi làm đi. Trưởng phòng của cậu đó, muốn gì á thì hỏi sếp, chứ ở đó mà cầm đèn chạy trước ô tô. Dạ. Anh Tiến. Ờ. Vụ gì vậy anh? Ờ, có gì đâu. Giờ cô Hồng vẫn tiếp tục làm việc, nên dặn nhân viên đừng có dọn phòng cô ấy mà. Tiếp tục làm việc? Ừ. Thôi, tôi đi làm đây. Dạ. Anh nghe nè. Anh có thể gặp em không? Ừ. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở quán cà phê. Được rồi, 5 phút sau lập tức tới liền. Alo, tôi nghe. Hương bỏ đi đâu rồi? Tôi đi tìm quỹ nãy giờ không được. Tôi tìm quỹ được không? Rồi, được rồi. Tôi sẽ tìm, có gì tôi báo cho anh sau. Cảm ơn anh.
Anh Khải, em muốn đi xa một mình. Không được đâu, em đang không khỏe mà. Em không sao đâu. Anh đặt vé vào resort cho em nha. Ngày mai em sẽ đi. Em hãy về nói chuyện với anh Trung đi, đừng có bỏ đi như vậy. Bây giờ trong lòng của anh ta chỉ có cô ta thôi. Em có nói vậy cũng vô dụng. Anh Trung không phải là người như vậy đâu. Em về nhà nói chuyện với anh đi. Hơn nữa em... Anh Khải hả? Chính vì như vậy á, cho nên em mới cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu mà em làm như vậy, có phải là em đang tạo cơ hội cho người khác không? Nhưng mà đây cũng sẽ là một phép thử. Thử chuyện tình cảm của em và anh Trung. Rồi ba em biết chuyện này thì thế nào ba em cũng... Anh Khải à, em cũng đã gọi điện cho ba rồi. Và em cũng nói là em đi với lớp làm gốm có mấy ngày. Xem ra anh không còn cách nào khác để ngăn cản em được rồi. Thôi được, anh sẽ sắp đặt cho em. Em cảm ơn anh. Bây giờ anh đi em về nhà nha. Không, em ra khách sạn. Hả? Em à? Anh Khải à, bây giờ anh có muốn là em sẽ tự làm mọi chuyện, chị sẽ không liên lạc với anh nữa không? Thôi được rồi, anh sẽ không nói nữa. À, anh có một người bạn mở khách sạn, phòng ốc tiện nghi rộng rãi lắm. Có gì em ở đó đi, sẽ có người chăm sóc cho em, anh yên tâm hơn. Dạ, vậy cũng được. Anh đặt phòng cho em đi. Nhưng mà mình đi ăn trước cái đã. Dạ. Em có mang theo thuốc không? Em quên mất rồi. Không sao, mình đi mua thuốc trước. Dạ, cảm ơn anh đã chịu để cho em làm phiền nha. Chúng ta là bạn mà. Anh ăn đi. Hứa với em là mời em ăn tối, không ngờ lại bắt em nấu bữa tối cho anh. Anh ngại quá. Anh khách sáo quá. Được nấu ăn mời bạn bè là niềm vui mà. Anh ăn đi. Nghe má nói dạo này sức khỏe của chị Hương không tốt, chắc là vì vậy chị ấy mới nổi nóng như vậy. Em đừng có buồn nha. Em không để ý đâu. Nghe nói anh về nhà máy làm việc lại hả? Dượng muốn như vậy, cho nên anh đã hứa với Dượng rồi. Anh Phú nè. Sao? Có bao giờ anh nghĩ đến việc anh sẽ tự tay làm một chiếc xe hơi mang thương hiệu Việt không? Đó là ước mơ từ khi anh bắt đầu đi học đại học. Và đến bây giờ, anh vẫn không từ bỏ được ước mơ đó. Nhưng mà dù biết là con đường đi đến ước mơ sẽ rất là xa và khó khăn. Em nghĩ con đường dù xa và khó khăn đến mấy, nếu như mình quyết tâm thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Quan trọng là mình có can đảm để bước những bước đi đầu tiên hay không thôi. Anh Trung đã nhiều lần trình bày kế hoạch sản xuất xe trong nước, nhưng đều bị Dượng và các cổ đông khác bác bỏ. Lần gần đây nhất, anh Trung đã nhân lúc được Dượng ủy quyền, đã lên kế hoạch sản xuất xe ở trong nước. Nhưng mà không ngờ, đây là sự sắp xếp của Dượng để loại trừ một cổ đông khác luôn chống đối ở trong công ty. Không sao, thất bại là mẹ thành công mà. Nghe nói trước đây ba em cũng rất quyết liệt về cái chuyện chế tạo xe hơi mang thương hiệu Việt. Nhưng rồi dù có phải mất bao nhiêu thời gian, dù có gian nan ra sao, em cũng sẽ thay ba để hoàn thành những gì còn dang dở. Anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để giúp em nếu em cần. Cảm ơn anh. Bây giờ tới phiên em là khách sáo danh rồi đó. Anh ăn đi. Nè,
Lần trước em có nói tới chuyện gì chút, có làm cho má buồn lắm hay không? Lúc em về rồi, em cứ tự trách mình là quá nhiều chuyện, rồi lại lo là sẽ làm cho má không vui. Má buồn lắm, nhưng không phải là lỗi của em. Má đã vì Dượng rất là nhiều, nhưng không ngờ trong mắt Dượng lúc nào cũng chỉ có hai đứa con trai mà thôi. Em không biết sau này ba nuôi sẽ đối xử với má ra sao, nhưng trước đây khi còn yêu anh Trung, em đã rất nhiều lần chứng kiến má phải chịu thiệt thòi trong căn nhà đó. Chính vì vậy nên hôm bữa em mới bất mãn, rồi em báo tin cho má biết đó. Vậy mà từ sau khi gặp lại má, má luôn nói là Dượng đối xử với má rất là tốt, chỉ có thằng Trọng là ngổ ngáo thôi. Anh cũng biết tính ba rồi, ba là người gia trưởng và có phần hà khắc. Trong tất cả mọi chuyện, má phải luôn làm theo sự sắp đặt của ba. Có những lúc anh Trọng quá đáng và hỗn hào, nhưng ba vẫn luôn bắt má phải nhận, phải nhẫn nhịn. Anh cũng thấy như chuyện vừa rồi của anh đó. Ba đã ép má phải cho lời khai giả với công an để bao che cho anh Trọng, mà ba không hề nghĩ đến cảm xúc của má và thậm chí là cảm xúc của anh nữa. Cậu làm việc theo cái kiểu gì vậy? Tại sao giờ này mà không có tin tức gì của nó hả? Tôi không cần biết gì hết. Trong vòng 3 ngày nữa, cậu phải tìm ra nó bằng được cho tôi, bằng mọi giá, bằng mọi cách. Anh uống thuốc đi. Thằng Trung về chưa? Dạ chưa anh. Còn con Hương? Dạ cũng vậy anh. Em ở nhà kiểu gì mà để con Hương với con Hồng xảy ra chuyện như vậy? Dạ em đã biết là chuyện của tụi nó rất nhạy cảm, đáng lẽ em phải lường trước cái chuyện đó chứ. Dạ em xin lỗi. Xảy ra chuyện rồi còn xin lỗi làm gì nữa. Em làm anh thật quá bực mình. Chuyện ở công ty chưa đủ cho anh đau đầu hay sao? Bây giờ em im lặng là sao? Anh nói sai cho em hả? Em sẽ không bao giờ để những chuyện này xảy ra nữa đâu anh. Em ra ngoài gọi thằng Trung về đây cho anh. Dạ nhưng mà Trung nó đang đi tìm Hương mà anh. Anh kêu làm sao thì em làm vậy đi. Dì à, Hương có gọi về không gì? Không con. Trung, ba con muốn gặp con đó. Dạ. Sao lại để xảy ra cái chuyện như vậy hả? Dạ, có lẽ dạo này sức khỏe của Mai Hương không được tốt nên cô ấy mới trở nên nóng nảy. Chuyện vừa rồi đáng lẽ ra là không có gì, nhưng Mai Hương lại khá kích động. Không cách nào liên lạc được với nó hay sao? Dạ không. Con và Hồng không làm điều gì để cho Hương hiểu lầm thật chứ? Dạ không. Khéo giải quyết chuyện này đi, đừng để việc ở công ty đã lộn xộn mà gia đình cũng không ra cái gì. Dạ. Ngoài chuyện dạ, con còn biết nói câu khác nữa không? Dạ trong trường hợp này con không biết phải nói gì khác. Thôi đi ra ngoài đi. Dạ. Thôi anh về đi. Em... Anh đã đặt vé đi cùng với em rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm phiền tới em đâu. Anh chỉ muốn đi theo em từ xa để biết rằng em không sao thôi. Nhưng mà anh không cần phải làm vậy đâu. Em không cho anh đi, anh sẽ mét với anh Trung đó. Nhưng mà còn công việc của anh thì sao?
anh đã xin nghỉ phép một tuần rồi. Thôi được rồi, vậy anh xách vali giùm em đi. Ok. Con coi đó, dạy học thì lo dạy học đi, rù quến con nhỏ, dắt con nhỏ đi từ sáng tới giờ chưa về nữa. Kỳ này mà nó về hả? Dì xử nó xong, dì đem ra công an thưa cho nó ở tù một công luôn. Dì à, dì bình tĩnh đi dì. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi à. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Con gái người ta mới ba lớn à. Mà dắt đi đâu từ sáng tới giờ? Cái mặt hiền lành mà cái tướng lưu manh mà. Dì à, dì con. Con đừng có bên nó. Chỉ mấy đứa nhỏ nó nghe rõ ràng là thằng Trọng gọi điện thoại hẹn hò nó ngoài công viên á. Trời ơi, không lẽ là cái tên đã bại hoại đến mức này luôn hay sao? Trời ơi, dắt nhỏ ở đâu thì không biết nữa. Ủa, sao mọi người đông đủ vậy? Mất dạy. Gì? Tao đánh cho mày chết. Gì vậy? Mày gì à? Mày dắt con tao đi đâu hả? Gì à? Làm gì vậy? Đau quá gì? Đau hả? Gì à? Dì bình tĩnh lại đi. Dì hỏi coi con bé ở đâu trước rồi đánh anh sau cũng được mà. Còn anh đó, anh dẫn con gái dì tôi đi đâu anh nói đi. Mày dẫn con ta đi đâu hả? Mày nói chưa? Mày dắt anh đi đâu hả? Gì? Nói mà. Mày dẫn con tao đi đâu hả? Dì nói gì vậy? Tôi có dẫn nó đi đâu đâu. Mày không dẫn nó đi đâu mà từ sáng giờ nó chưa về. Mày biết con tao mới lớn không? Mới lớn không? Ý gì vậy tôi? Tôi nói cho anh biết nha. Anh mà không nói anh dẫn con nhỏ đi đâu á, tôi với dì tôi sẽ đi báo công an bắt anh. Anh có biết là con nhỏ bao nhiêu tuổi không? Anh có còn lương tâm hay không? Loại người như anh á, tại sao cứ phải làm những chuyện xấu như vậy hả? Mày không có lương tâm. Mày, gì vậy? Mày không có lương tâm. Dì à, đâu vậy? Dì à, đi gì? Dì à, vậy? Má ơi, có chuyện gì vậy má? Má có chuyện gì vậy? Con, bé Châu, con có sao không? Hả? Thằng mất dạy, mày làm gì con má, tao hả? Anh Trọng á, má bình tĩnh, má đừng có đánh anh Trọng nữa. Hồi chiều á, mà không có ảnh á, là con bị đám người kia lừa mất tiêu rồi. Hả? Má. Bé Châu, chuyện là sao nói má nghe coi. Dạ, thật sự con có quen được hai anh kia qua mạng. Ban đầu á, thì con chỉ chat thôi. Nhưng rồi hồi chiều á, hai ảnh rủ con đi chơi. Anh Trọng biết chuyện, có can con rồi. Nhưng mà con ham chơi con dẫn đi. Đến khi ra đó gặp á, con mới thấy hàng cha đó khả nghi, nên là con gọi cho anh Trọng cầu cứu. Hên á, là anh Trọng ra kịp, không là con chết rồi đó. Thì ra anh Trọng là ân nhân của con hả? Dạ. Liên ơi, chết ta rồi Liên ơi. Ta bị hố hàng rồi. Xin lỗi nha. Anh làm cái gì vậy? Dọn đồ. Cô nói chú tự ở 3 ngày thôi. Từ bữa giờ ở lối cô mấy ngày rồi, nên cũng đã đến lúc đi rồi. Muốn đi đâu á thì để sáng rồi đi. Bây giờ tối rồi, đi rồi ở đâu? Đó là chuyện của tôi. Nhưng mà có ai đuổi anh đâu mà anh đi? Trong mắt của cô á, tôi vẫn là kẻ không ra gì. Vậy thì tôi nên đi trước khi tôi bị cô đuổi. Như vậy đỡ nhục mặt. Ai biết đâu mai mốt tôi lại bị chửi, bị đánh vì tội gì sao? Anh đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Cô chửi tiếp đi, tôi quen bị chửi rồi. Xin lỗi. Không cần đâu. À, đừng có đi mà. Thiệt tình á, tôi không có ý xúc phạm anh đâu. Không, người nói câu xin lỗi phải là tôi mới đúng. Vậy có phải là anh sẽ ở lại đúng không? Tối nay để tôi nấu cơm. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ bấm nút nồi cơm điện. Không lộn muối là được, không để khét đồ ăn nữa. Lần sau hả? Xin lỗi nha, anh không còn cơ hội bén mảng đến cái bếp của tôi và làm lãng phí đồ ăn thức uống của tôi nữa đâu. Tôi là người thông minh lắm á.
Hứa sẽ nhanh chóng học được cách nấu ăn mà. Từ nay những chuyện nặng nhọc trong nhà như là nấu ăn, dọn dẹp cứ để tôi làm cho. Nè, anh muốn ở đợ để trả tiền nhà hay là muốn ở đợ để trả nợ cái tay của tôi? Nè, nói gì? Ai ở đợ? Cả hai. Thứ nhất, trả tiền nhà thì tôi đồng ý. Thứ hai, nếu mà trả nợ cái bàn tay này của tôi á, thì anh trả xong rồi. Chuyện này á, đã không còn nợ gì nhau nữa. Sao cũng được. Kể từ hôm nay, tôi sẽ làm lại cuộc đời. Tôi sẽ phấn đấu làm việc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm lo lắng cho cô. Nè, nè, làm cái gì mà đứng hình vậy? Tôi... Không có tôi tiếc cái gì hết đó. Tôi nói sao thì làm vậy đi. Ăn mì. À, ăn mì. Nở hết rồi kìa. Trời đất ơi, mì gì mà ngọt như chè vậy? Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không lộn bột ngọt là bột nêm. Tôi biết rồi, hũ là bột ngọt, hũ là bột nêm, hai cái khác nhau. Nè, cô kêu tôi tới đây chi vậy? Chỗ này cần quản lý mới cho chi nhánh mới. Cái gì? Kêu tôi đi bán quần áo hả? Đây là chuyện lương thiện mà, có gì đâu mà anh phải mất mặt như vậy. Cô muốn tôi làm chỗ này hả? Chứ công việc dạy thêm của anh á, chỉ là bán thời gian. Anh cần có công việc ổn định hơn. Nếu anh không muốn đi bán hàng thì anh đi xin làm việc ở chỗ khác. Anh nói là anh có bằng ở Mỹ mà. Bây giờ tôi mà giác mặt đi mấy công ty lớn để xin việc làm, thế nào cũng gặp người quen của ba tôi. Tôi không muốn bị tìm thấy đâu. Thôi vậy đi, bây giờ tôi cần phải thêm thời gian để biết phải xử lý chuyện này ra sao. Nhưng cũng phải đi làm chứ. Cô muốn tôi làm ở đây hả? Không phải là tôi muốn hay là không, nhưng anh phải đi làm. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ đi làm. Làm á thì phải siêng năng, làm cho đàng hoàng, chứ đừng có làm tầm bậy tầm bạ rồi mất mặt tôi đó nha. Tôi biết rồi. Theo tôi vô đây. Khoan đã. Chuyện gì nữa? Bây giờ tôi sẽ làm ở đây và sẽ làm thêm mấy chỗ nữa. Cô phải đi học cho xong đó nha. Thân mình thì lo chưa xong, bày đặt nuôi người khác. Cứ kệ tôi. Tôi nói tôi lo được là lo được. Tôi không thích đi học nữa. Tại sao? Học ra rồi không làm được gì. Cũng vậy thôi, học làm gì nữa. Trọng, cái thằng quỷ này, em bỏ đi đâu vậy hả? Em có biết là cả gia đình tìm kiếm em muốn đi lên không? Em không về nhà nữa đâu. Em nói cái gì? Em sợ lắm. Em không biết là cảm giác của ba như thế nào khi biết em không phải là con ruột. Không phải chúng ta đã nói là không để cho ba biết chuyện này hay sao? Nhưng mà em không muốn lừa dối ba nữa. Làm như vậy á, xấu hổ lắm. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã sống chung với một mái nhà, dù có chung dòng máu hay không, không còn quan trọng nữa. Anh không quan trọng, má không quan trọng, mọi người không quan trọng, nhưng ba thì quan trọng. Anh hiểu tính ba mà, đúng không? Với lại đừng có lo cho em. Em đang tập sống tự lập, giờ cuộc sống của em hiện tại cũng đang rất tốt. Em đừng cắt liên lạc với anh được không? Với một điều kiện là anh không cho ba biết. Anh hứa. Nhưng bây giờ em sống ở đâu và làm gì? Em sống ở nhà trọ với cô Liên và đang bán hàng ở một shop thời trang. Với Liên? Người đó là ai? Người mà bị em hại gần như tàn phế. Em nói sao? Thì chuyện là vậy. Liên đúng là người có tấm lòng vị tha rất lớn. Anh hai, giúp em một chuyện được không?
Nói đi. Giúp em lo tiền viện phí, rồi bác sĩ để trị cho Liên. Rồi từ từ em đi làm, em sẽ trả tiền lại cho anh hai. Em gái này giỏi thiệt. Làm em trai anh thay đổi nhiều rồi. Nhưng mà anh có giúp em không? Chắc chắn. Nhưng anh chỉ sợ Liên vì lòng tự trọng mà từ chối. Cái này anh yên tâm đi, em sẽ thuyết phục cậu chấp nhận. Vậy thì chuyện kinh phí, bệnh viện và bác sĩ cứ để anh lo. Cảm ơn anh hai. À, đừng có đi làm ở chỗ bán quần áo nữa. Anh có mấy người bạn làm công ty bảo hiểm, em về đó làm đi, bà sẽ không tìm ra đâu. Nhưng mà em đi làm ở chỗ bán quần áo thì biết bao giờ mới gom đủ tiền trả cho anh đi. Nếu người ta nhận thì em đi làm. Thưa ba, ông Michel nói là sẽ cho chúng ta cơ hội để hợp tác trở lại. Và cơ hội lần này gần như là chắc chắn, bởi vì bên phía công ty Ý nói là muốn hợp tác với bên phía Việt Nam hơn là phía bên Thái Lan. Minh Trung, con phải nắm chắc cơ hội này. Dạ, con biết rồi. Tiến, cậu hãy hỗ trợ dự án này một cách tối đa. Dạ. Con à, ba cảm ơn con nhiều lắm. Ba đừng nói vậy, giúp được gì cho gia đình mình, con sẽ giúp hết sức mà. Tối nay về nhà ăn cơm nghe. Dạ. Nếu không còn gì nữa thì bãi họp. Dạ. Trung ở lại đây. Con xin phép. Con xin phép. Trung nè, vợ con đâu? Dạ, con vẫn không sao liên lạc với Hương được. Thật không ra làm sao, đã mấy ngày trời rồi. Dạ, để ngày mai con sẽ lên Đà Lạt tìm cô ấy. Con đoán là cô ấy ở trên đó. Sao con đoán vậy? Tại mỗi khi buồn, Hương hay lên ngôi biệt thự ở trên Đà Lạt. Hương là người sống đơn giản, con đoán là Hương sẽ không thay đổi những thói quen của mình. Vậy thì ngay tối hôm nay con đi đi, đừng để chuyện này ba vợ con biết rồi lại sùm lên. Dạ. Ông yên tâm, tôi đã nói là sẽ làm. Sau khi hợp đồng với Trường Thịnh được ký kết, tôi sẽ kết hôn với ông. Em nói cái gì vậy? Có sự thật, anh sẽ không đi đâu hết. Anh đi về đi. Em không có gì để nói với anh. Có phải em đã đánh đổi hợp đồng với chúng ta bằng cách đám cưới với ông Michel có đúng không? Em không có. Em hãy nhìn thẳng vào mắt của anh mà trả lời đi. Đừng ép em. Tại sao em phải làm như vậy? Ông ta đã có vợ rồi mà. Anh ta sẽ ly dị. Anh không tin. Tại sao em phải làm cậu bản thân mình như vậy? Bởi vì em yêu anh. Em không đành lòng nhìn thấy sự nghiệp của anh dở dang như vậy. Anh vừa lòng chứ. Anh đi về đi. Em không cần phải làm như vậy đâu. Anh không xứng đáng để cho em hy sinh nhiều vì anh như vậy. Không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng em thấy đây cũng là một điều tốt. Anh sẽ có lại uy tín của cổ đông. Và đây cũng là cơ hội để anh rời xa. Dù quên anh mãi mãi, anh sẽ không để em vì anh mà thiệt thòi như vậy đâu. Không làm như vậy.
Ủa, sao giờ này má chưa ngủ nữa? Khuya lắm rồi. Má ngồi đợi ông về. Trễ lắm rồi, má đi nghỉ đi. Má không có sao đâu con. Má quen đợi dưỡng con về như vậy rồi. Con mau đi ngủ đi. Con phải giữ gìn sức khỏe đó. Má muốn đợi, hay là ông ta bắt má phải luôn luôn dò dỏ ngồi đợi ông ta? Má muốn đợi đó mà con. Đến giờ này má còn muốn nói tốt cho ông ta trước mặt con sao? Phú, Phú, con đừng có nói như vậy. Không có giải quyết được chuyện gì đâu con. Má, con sẽ bảo vệ má và lấy lại công bằng cho má. Con à, thật ra là cái điều mà má mong muốn nhất bây giờ là con được bình yên. Má là mềm lòng nữa rồi. Nếu má không muốn giúp con nữa thì con sẽ... Má chỉ nói vậy thôi mà con. Con làm cái gì má cũng ủng hộ con hết. Con đi ngủ trước đi. Con phải có sức khỏe thì mới làm việc được chứ con. Thôi, để con ngồi đợi với má. Con cứng đầu quá đi. Coi như là má con mình tâm sự đêm khuya đi. Lâu lắm rồi con không có cảm giác là hai má con mình ngồi nói chuyện như vậy. Phú à. Dạ. Sao con lại không có giận má? Má đã bỏ con mà ra đi, để con ở lại chịu khổ với ba con. Con không giận má. Con chỉ giận kẻ đã đưa má ra đi thôi. Phải nói là vô cùng căm giận. Má đi rồi, con trở thành cái bao cát để cho ba trút giận. Những năm tháng đó đối với con thật là khủng khiếp. Con chưa có bao giờ nói cho má nghe những chuyện này mà Phú. Má thật có lỗi với con. Sau khi gặp lại má, con cứ nghĩ là ông ta rất tốt với má. Má đang có một cuộc sống rất là tốt đẹp, nên con đã dẹp bỏ quá khứ qua một bên và con đã chấp nhận ông ta. Thật không ngờ ông ta lại đối xử với má không ra gì như vậy. Con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Má nhất định sẽ làm mọi cách để bù đắp cho con Phú. Má không cần phải lo cho con. Mọi chuyện bây giờ hãy để cho con được lo cho má. Con nhất định sẽ không để má phải chịu thiệt thòi trong căn nhà này đâu. Nếu như không có dự án xe ý thì anh sẽ rất khó lấy lại sự tín nhiệm của các cổ đông để mà tiếp tục ngồi chiếc ghế CEO của Trường Thịnh. Không ngồi càng tốt. Anh đã quá mệt mỏi với những thủ đoạn trong thương trường này rồi. Như vậy thì còn ước mơ thương hiệu xe Việt của anh. Tuy rằng lần trước anh đã rất ngoan cố đưa dự án xe Việt vào chiến lược kinh doanh của Trường Thịnh, nhưng không thể không thẳng thắn thừa nhận rằng đó là một dự án có nguy cơ không thành hiện thực là vô cùng to lớn. Bởi vì điều kiện công nghệ và chính sách thuế mới sẽ đẩy các hãng xe, các công ty lựa chọn nhập xe nguyên chiếc về bán hơn là lắp ráp ở trong nước. Chỉ sợ không dám làm thôi. Chứ nếu như làm thì không sợ không thành. Em muốn hoàn thành ước nguyện của bác à? Đó cũng là ước nguyện của em. Nhưng anh sẽ không để em lấy ông Michel.
để anh giữ chiếc ghế CEO của mình. Anh giữ em để làm gì? Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Anh vẫn còn chị Hương mà. Hãy cho anh thêm thời gian. Anh hứa sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Anh không sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Xuyên Á và Trường Thịnh hay sao? Anh đã có sự sắp đặt của mình. Quan trọng là em phải hứa với anh không được đám cưới với ông Michel. Em hứa với anh, nhưng em cũng sẽ giúp anh lấy được hợp đồng từ ông ấy. Đừng làm điều gì tổn thương đến bản thân mình nữa. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của mình đâu. Cho dù chỉ là một chút nỗi đau, anh cũng không muốn em phải chịu đựng nữa. Thật ra chỉ cần ở bên cạnh anh, em không ngần ngại mình chịu thiệt thòi đâu. Chị Hương là một người phụ nữ tốt, chị ấy vô tội. Em không muốn làm cho chị ấy bị tổn thương. Anh chấp nhận mọi sự điều tiếng, mọi sự sỉ giả, thậm chí là căm hận, nhưng anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi nữa. Không đâu. Anh phải hứa với em, không để cho chị Hương bị thiệt thòi. Nếu như anh đẩy em vào cảnh phá hoại gia đình của người khác, em thà bỏ đi thật xa. Đi. Đi. Bỏ ra. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cứ đi đi rồi biết. Anh mà không nói anh đưa tôi đi đâu á, tôi không có đi đâu. Giáo sư Thông, chuyên gia hàng đầu về cơ xương khớp ở Việt Nam, hôm nay sẽ từ Hà Nội bay vào đây để tham gia một hội thảo thường niên của trường đại học Y. Nếu như có thể hẹn giáo sư khám cho cô, công chừng tay của cô sẽ có hy vọng. Tôi không đi đâu. Tại sao? Tôi đã nói là tôi không đi là không đi thôi. Nè, có phải cô lo về chuyện kinh phí đúng không? Cô yên tâm đi, giáo sư Thông có một quỹ hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân. Nếu như tay của cô có thể chữa trị được thì mấy sẽ chữa trị miễn phí cho cô. Đi đi, đây là cơ hội đó. Nè, không lẽ cô không muốn tay mình lành lại hả? Tôi... Đi. Khoan đã. Nhưng mà lỡ ông ta không chữa được thì sao? Thì mình đi kiếm bác sĩ khác. Mình không thử thì làm sao mà biết được. Trên đời này không gì là không thể, trừ khi mình bỏ cuộc thôi. Đi nha. Đi nhanh đi, tranh thủ đi, để còn gặp được ông ta. Nếu không ông bay về Hà Nội là chết luôn á. Đi. Nói cái gì mà nhiều dữ không biết. Nãy giờ chưa xong nữa. Nhưng mà tự nhiên mình xong vô mình chặn đường người ta như vậy, lỡ người ta không chịu thì sao? Cô yên tâm đi, chuyện đó để tôi lo cho. Anh à, hay là mình đi về đi, bị đuổi chắc quê lắm. Cô bị sao vậy? Có sao đâu. Sợ bác sĩ nó không được hả? Đừng có nhát như vậy được không? Tôi sẽ cười cô đó nha. Anh thử cười coi. Cô chữa bệnh là phải kiên trì và không từ bỏ một hy vọng nào hết. Cô yên tâm đi, tôi có linh cảm là sẽ được mà. Cô tin tôi đi. Trên đời này tôi thấy á, cái gì cũng dễ hết, có tin anh là khó nhất á. Cô, nè, cô quá đáng nha. Thôi được rồi, bữa nay tôi nhịn cô á.
sinh viên họ ra rồi kìa. À, chờ tôi chút nha. À, em ơi, làm ơn cho hỏi giáo sư ra chưa vậy? Dạ, giáo sư về rồi anh. Về rồi? Dạ. Ủa, tôi đứng đây tôi canh mà, thấy giáo sư ra hồi nào đâu. Dạ, hội trường còn có đường ra bên kia nữa anh. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, mà anh ta làm gì có điện thoại chứ. Thiệt tình. Ủa, anh làm sao vậy? Anh sao vậy? Tôi không có sao. Nè, giáo sư đã nhận lời khám cho cô rồi. Ông ấy sẽ ở lại thành phố thêm một ngày nữa. Ngày mai chúng ta sẽ gặp ông ấy ở bệnh viện. Ông ấy sẽ mượn phòng khám của người bạn để khám cho cô. Vậy là anh đuổi theo giáo sư cho nên mới bị té như vậy đó hả? Cảm động lắm hả? Đừng có mà cà rỡn nữa. Có bị gì nặng không vậy? Đưa tôi coi coi. Trời, sơ sơ thôi. Với lại sái cái chân một chút à. Thiệt tình luôn á. Người gì đâu mà đi đứng cái thân thôi cũng không yên nữa. Kệ tôi đi. Nè, hôm nay ăn bụi nha. Không có nấu nướng nổi đâu á. Tiền đâu mà suốt ngày ăn bụi với ăn ngoài. Để tôi nấu. Vậy tôi muốn ăn bò kho. Nằm mơ đi. Đi về. Nè. 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 Nè, để tôi với. Để anh đưa em về nhà. Đừng đi đâu nữa nha. Dạ. Em sao vậy? Em không ngờ anh đã không lên Đà Lạt để tìm em. Chắc là anh rối quá cho nên anh không nghĩ ra thôi. Chứ anh vẫn chạy đi khắp nơi tìm em mà. Con người của em đơn giản tới mức đơn điệu. Nếu như em gặp chuyện gì không vui, em đều lên Đà Lạt. Nếu anh không hiểu chuyện đó thì thật sự rất uổng 3 năm làm vợ chồng của tụi em. Biết đâu lúc anh Trung đang lên đó thì chúng ta đã đi về thì sao? Anh không cần phải biện hộ cho ảnh như vậy đâu. Anh không biện hộ. Trong lúc này những suy nghĩ có tính suy diễn của em, nó chỉ làm xấu đi mối quan hệ giữa em và anh Trung mà thôi. Nghe lời anh, về nhà bình tĩnh nói chuyện với anh Trung. Dạ. Còn nữa nè, em hãy nói chuyện đó cho anh Trung biết đi. Không. Hương à, em sẽ không thay đổi quyết định của em đâu. Thôi được rồi, cứ làm theo ý của em đi.